Chào thầy. Sau đây nhóm 2 xin trình bày phần bài tập. Đó là thiết kế bộ đếm thuần nghịch 10 trạng thái từ 0 tới 9 dùng mấy trạng thái với các điều kiện là x là tín hiệu điều khiển chiều đếm, khí bằng 0 là đếm lên, còn khí bằng 1 là đếm xuống. Mạch có tín hiệu reset tích cực mức 0 và xung clock tích cực tại sừng súng. Đây là phần sơ đồ khối của toàn mạch. Đây là sơ đồ khối của máy trạng thái với gồm ba khối là khối state restriction, avulsion và next state restriction. Nó có các đầu vào là reset, clock, start và x. Trong đó start là tín hiệu cho phép đếm, còn x là thể hiện về chiều đếm, là đếm lên và đếm xuống. Có đầu ra là output. Đây là phần dẫn đồ giữa động thái. Ban đầu khi start bằng 0 thì mạch sẽ ở mức mức quay, tức là chờ, tức là số 0. Nếu start bằng 1 thì chia ra làm hai trường hợp: khí bằng 0 và y bằng 1. Khí bằng 0 thì tức là mạch sẽ thực hiện việc đếm lên. Còn khí bằng 1 thì mạch sẽ thực hiện việc đếm xuống. Sau đây em sẽ trình bày phần code kỹ hơn. Em khai báo các bột có đầu vào là reset, clock, start, x và đầu ra là output với kiểu dữ liệu là std vector. Trong phần output logic thì khi ở trạng thái hiện tại, nếu là while thì output sẽ là 0. Nếu là 1 thì output sẽ là 1. Nếu là 2 thì output sẽ là 2, và tương tự như vậy tới 9 thì output sẽ là 9. Đối với khối next state thì có các điều kiện. Trong bức case này sẽ có lệnh when sau. Khi em mở lại hình. Nếu start bằng 0 thì nếu start bằng 0 thì next state thì trạng thái kế tiếp next state sẽ là wait, tức là bằng 0, bấm chờ. Còn nếu không thì tức là start bằng 1. Sau đó tiếp tục là kiểm tra thì x bằng bao nhiêu. Nếu x bằng 0 thì trạng thái tiếp theo sẽ là 1. Còn nếu không, tức là x bằng 1 thì trạng thái tiếp theo sẽ là 9. Tiếp theo ở 1 thì nếu start bằng 0 thì trạng thái tiếp theo sẽ là 1. Còn nếu x bằng 0 thì trạng thái tiếp theo sẽ là 2. Còn nếu không, nếu bằng 1 thì trạng thái tiếp theo sẽ là while. Và cứ tiếp tục như vậy cho tới 9, tức là ở số 9. Nếu start bằng 0 thì trạng thái tiếp theo sẽ là 9. Nếu start bằng 1 và x bằng 0 thì trạng thái tiếp theo sẽ là quay về đầu quay. Còn nếu không thì trạng thái tiếp theo sẽ là 8. Tiếp theo là khối state restriction. Theo yêu cầu của đề bài thì mạch có tín hiệu reset tích cực ở mức 0 và xung clock là tích cực lại thường súng. Tiếp theo sẽ trình bày phần test ban. Đây là phần test ban em đã viết. Đây là phần mô phỏng của mình. Trong có mặt test, trong có các mặt test thì là thì em tạo sum cho cái mạch này thì có cái chu kỳ là 10 giây. Tiếp theo là em viết mạch, em viết lệnh test. Ban đầu thì em cho reset mà không, tức là mạch thực hiện reset. Sau đó đợi 5 đôi giây, mạch tiếp tục. Sau đó đợi 5 đôi giây thì reset cho 1.
tiếp thêm cho start bằng một, tức là thực hiện cho mạch chạy, cho x bằng không, tức là em lên, sau đó em đợi thêm 50 nano giây, sau đó em cho x bằng một, tức là điểm xuống, và em đợi thêm 50 nano giây nữa, sau đó em cho ngừng mạch, không chạy mạch nữa, và em dùng quay để em dừng lại lập. Đây là phần mô phỏng. Bắt đầu đi start bằng một, tức là mặt chạy em cho x bằng không thì mình sẽ thực hiện quá trình điểm lây của nó, tức là một hai và a thì em cho x bằng một, tức là mặt sẽ đếm xuống và sẽ đếm xuống là thành bốn ba hai một. Tới đây thì em dừng dừng mạch, tức là em cho start bằng không, start bằng không thì phía dưới này nó sẽ về về không. Tiếp theo sẽ là phần sơ đồ nguyên lý mạch. Đây là phần sơ đồ nguyên lý mà em đã chạy trước đó. Phần trình bày của nhóm 2 xin kết thúc tại đây. Em cảm ơn thầy đã lắng nghe. Em chào thầy.